Em Hoàng Thường xin chào cả nhà nhé. Hôm nay em sẽ lên hướng dẫn cả nhà phun thuốc sâu cho vải thiều muộn chính vụ. Vải thiều chính vụ thì một số bác cũng chín rồi, như nhà em và một số phần nửa nhiều, nó rơi vào khoảng độ tầm 80% là chưa chín nhá, nó mới hơi gọi là trắng quả thôi, chưa chín đâu. Thì mấy hôm nọ nắng nóng thì em không lên hướng dẫn cả nhà phun. Thì hôm nay mát rời, từ mai đi là mát rời và nó có báo mưa. Thì mình cũng tranh thủ là khi nào mà nó không mưa ấy, thì là mình tranh thủ phun. Đấy, bởi vì thời tiết nó báo khoảng trong một tuần nữa là rất mát. Nó chỉ rơi vào khoảng 33 độ quay đầu thôi. Thì mình nên phun. Bởi vì qua cái đợt nắng nóng rồi thì vải ấy, thì là nó qua đến đợt mưa ấy thì nó phát sinh ra rất nhiều sâu bệnh nhá. Thì em vào đợt phun thì em cũng giới thiệu qua thuốc cho cả nhà. Thì là đợt này phun ấy thì là cả nhà dùng cái thuốc trừ sâu này nhá. Z-Tok. Đấy. Thì đợt này dùng cái này. Z-Tok nha cả nhà nhá. Cái này thì được lọ này được 400 lít. Đấy, cả nhà dùng cho em là lọ này 400 lít nhá. Đấy, đây là thuốc sâu 400 lít. Xong là cả nhà thả cho em một gói này. Vitazan đây. Cả nhà thả cho em gói này nhá. Vitazan Đại Bàng. Đấy, thương hiệu người ta là như vậy. Vitazan. Gói này cả nhà cho em thả cho em là 200 lít nhá. Đấy. Đây là thuốc bệnh. Thì về cái đợt vải muộn này đấy thì là vải nhiều bác là nó bị cái gì sắt mắt cua ấy chưa sạch đâu. Với lại cái gió cọ ấy thì rất nhiều nhà chưa sạch, nhìn là nó còn rất bẩn. Thì gì sắt mắt cua với lại một số nhà là bị nứt nhá cả nhà nhá. Đấy, phun cái này bị nứt hay là thán thư ấy nó sẽ rất tốt. Nó sẽ làm teo những cái quả mà nó bị nứt ra đấy, xì mủ ấy, nó sẽ phun cái này nó để cho nó teo đi. Với lại đợt này là đợt trước em bảo là bỏ thuốc bệnh nhưng mà đợt này là quả nó vẫn còn xanh nhá cả nhà nhá. Vẫn chưa bỏ được cái này. Thì nhà bác nào mà nó quả nó chín rồi đấy, chín mà nó ngả màu rồi đấy, là đỏ mép hết rồi thì cả nhà không dùng, cả nhà dùng tốt luôn được rồi. Còn đây là nhà của em, nó quả nó vẫn còn hơi xanh là em vẫn dùng, đợt này em vẫn dùng nhá. Đấy, thì gói này cả nhà làm cho em 500 lít. Đấy, thì cái tốp lu này thì mỗi chai này thì được 120 lít nhá. Đợt này mình đánh là 120 lít này. Đấy. 120 lít. Hai lọ này cả nhà làm cho em là 250. 250 lít nhá. Đấy. Thì cả nhà trước tiên là cả nhà là thuốc sâu này. Cả nhà bỏ thuốc sâu vào, cả nhà đảo đều cho em, xong là cả nhà thả đến gói này. Xong là cả nhà lại đảo đều. Xong là cả nhà thả lại thuốc bệnh. Đấy, thả thuốc bệnh. Mà cả nhà nhớ những cái lọ này là phải lắc thật đều nhá. Cái lọ này nên lắc thật đều cái này đi. Cứ lắc các bác này, lắc cho nó thật đều đi. Bởi vì dòng này nó là dòng dạng sữa, nó có kết dính. Dạng sữa dòng mát thôi, cả nhà cứ lắc đều đi. Phun cái này nó rất tốt cả nhà nhá. Đấy, nó không phải là dòng thuốc nóng mà để gây cháy đâu. Phun rất tốt. Đấy, nhưng mà đợt này thì nó cũng mát rời rồi, cả nhà nên cộng thêm cái này. Thì cả nhà thả cái này trước cũng được mà thả cái này trước cũng được. Thì gói này cả nhà cứ chia cho em 500 lít. Đấy. Cái này cả nhà cứ mỗi lọ là 120 lít nhá. Đấy, đợt này mình đánh như vậy thôi. Là vải thiều muộn đấy, quả nó vẫn còn hơi xanh nhá. Thì không phun theo công thức của em hôm qua hướng dẫn Thanh Hà được.
bởi vì vải thiều muộn là nó còn hơi xanh, cả nhà nên phun kỹ cho em. Đấy, phun vào quả, vào lá, phun kỹ cho em nhé. Quả nó chưa chín. Đấy, cả nhà nó như vải Thanh Hà là chín rồi đấy. Mình sợ thuốc sâu nóng ấy, mình có thể phun 5 ngày một lần phun như cái đợt em hướng dẫn đấy. Thì cái vải thiều muộn ấy, quả nó vẫn còn xanh. Thì mình vẫn theo quy trình là 10 ngày phun một lần nhé. Đấy, cái Thanh Hà là em hướng dẫn phun khác, mà cái vải thiều muộn thì em hướng dẫn phun khác nhé. Vẫn là phun 10 ngày. Thì quy trình thì hôm nay cũng là 10 ngày rồi. Đấy, cả nhà cái gì sắt này, em đánh là nó khỏi hết đi. Thì những cái quả này mà nó sau này nó chín ấy, thì nó lên màu đỏ đẹp đấy, thì cái màu này nó sẽ không thấy nhá cả nhà nhá. Bởi vì bây giờ quả còn xanh là nó nhìn thấy. Đấy, quả nó vẫn còn xanh nhá. Thì mình phải đánh. Thì nhiều bác này, cái mắt cua này này, đấy, cái của em là chấm vào nó không dính tay nhá. Không dính rồi. Đấy, không dính nhá. Nhiều bác là chấm vào đây nó sẽ dính tay này, cái nhựa này nó sẽ dính tay này. Đấy, cái nhựa nó sẽ dính tay nhá. Đấy là chưa khỏi. Nếu mà phun chưa khỏi thì nó sẽ bị sau này nó sẽ bị nứt vào cái chỗ quả đấy. Nó sẽ bị nứt vào quả đấy nhá. Đây, một số năm nay em vẫn dính tràn, nó dính tràn từng quả này. Đấy. Nó không lên nhiều nhưng mà nó sẽ lên nhá. Nhiều vườn năm nay là cái vải ngọt đấy. Em xin nói với cả nhà là cái vải ngọt năm nay là nó dính tràn mà rất nhiều. Em những cái video đợt trước thì em cũng bảo rồi, vải ngọt năm nay nó phải dính vào khoảng tầm 70% là tràn. Trong khi đó nó chỉ rơi vào khoảng tầm 30% là quả không bị tràn thôi. Nhưng mà theo em nhìn đấy, những cái vườn nào mà nó không bị tràn ấy, cái quả nhìn còn rất kém. Quả nó không được đẹp lắm đâu. Thì theo như là em xem về những cái vườn ấy, nó không bị tràm ấy, thì là như thế này này. Họ là bón ít cả nhà nhá. Họ bón lượng phân ít nhá. Họ bón lượng phân ít, họ không cho ăn nhiều phân, là quả nó không được to đâu. Nhưng mà họ lại hạn chế được cái tràm. Còn như nhiều anh em và như em ấy, thì là cho ăn nhiều phân. Nhiều phân, nhiều chất, thì là mọi năm nào mình cũng cho ăn nhiều ấy, là cái quả nó mình không xử lý được đất ấy, là nó cũng do cái chất đất với lại cái phân ra nhá. Đấy, chất phân, chất đất là mình không xử lý được tốt ấy, thì là nó bị tràm chẳng hạn. Đấy. Những cái vườn mà nó không cho ăn vừa phải đấy, thì là vườn nó không tràm. Mà những cái vườn đấy thường hay bị mất mùa cả nhà nhá. Không được mùa đâu. Đấy, quả nó đỏ mép rồi. Những cái vườn đấy hay bị mất mùa nhá, người ta không chăm mấy, là người ta lấy đón lộc các kiểu nó khó cả nhà nhá. Mình vào phân nhiều ở đấy thì đợt sau mình đón lộc nó rất đơn giản. Như những cái vải muộn này này, mình chỉ bẻ xong. Cứ bẻ xong đâu vào đấy, chỉ cần tỉa xong là bơm nước vào là lộc tự lên rồi. Nhưng mà những cái vườn người ta bón kém ấy nhá, thì lộc nó ra rất kém mà rất chậm. Đấy. Những cái cây của em nó ở khu bên dưới này, nó không bị tràm này. Cái quả nó rất sạch và rất đẹp. Đấy, quả rất to nhá cả nhà nhá. Nhẵn gai quả to. Đấy. Thì mình chăm thế nào thì cái quả nó phải to như vậy. Sau này nó chín ấy, thì mình đi bán ấy, nhìn cái sọt nó rất ok, thì mình đi bán nó mới được vào lọt vào top nhé cả nhà nhé. Đấy, quả này nó bén ít này, những quả bén ít này thì không sợ, sau này chín có thể là nó sẽ mờ đi, không thấy. Đấy, những cái vườn nào em xem rồi, họ bón rất ít. Họ bón ít như vậy thì cái độ quả của nó là không to đâu. Nó không to này được, quả bé nhé, không to đâu. Đấy, khu em là khu bên dưới này nó không bị tràn,
quả nó sẽ rất đẹp. Đấy. Như này là nó chỉ khoảng độ tầm 15 ngày, 20 ngày là cái quả này nó sẽ rất đẹp nhá. Thanh Hà không đẹp bằng đâu. Riêng cái loại vải muộn này nó được cái độ lì gai ấy, quả nó sẽ rất đẹp. Đấy, hôm nay thì em lên hướng dẫn cả nhà phun thuốc cho vải thiều. Thì mình vẫn phun định kỳ 10 ngày một lần đấy. Đấy, này, mình vẫn phun như vậy. Thì cả nhà vào xem. Thì mình phun Thanh Hà khác nhá, với lại phun vải thiều muộn thì mình phun khác, mình đừng có phun giống kiểu em hướng dẫn Thanh Hà. Thì vải thiều muộn nó cho đến thời kỳ đấy, thì em lên em cũng hướng dẫn cả nhà như vậy thôi. Thì anh em vào xem sau nhớ đăng ký kênh nhá, ủng hộ em thì em cũng rất chi là cảm ơn. Còn những bác vào xem rồi thì các bác ấn like, ấn chuông. Đấy, em làm những cái video lên hướng dẫn cả nhà là phun thuốc. Thì nhiều bác là mới vào xem sau ấy, thì các bác nên tìm hiểu những cái cách, cái đợt phun của em đợt trước kia. Thì mình để học hỏi trao rồi kinh nghiệm thôi, để sang năm ấy là mình làm. Đấy, em thì em quay vườn của em quả vải thiều muộn ấy, thì nó những cái cây không chàm ấy thì nó sáng mã đẹp như vậy nhá cả nhà nhá. Nếu mà rất nhiều vườn ấy thì nếu mà nó phải rơi vào khoảng tầm 6 đến 70% là không có lại quả đẹp như của em nếu mà nó không bị chàm. Kể cả những cái vườn mà nó không bị chàm ấy, quả nó cũng không bao giờ đẹp như thế này đâu. Quả nó không chàm nhưng mà quả nó sẽ dễ bé hơn. Đấy, bởi vì người ta cho ăn ít. Đấy. Quả rất to rất đẹp nha cả nhà nhá. Đấy, cũng thấy gọi là lác đác, gọi là ương ương rồi. Thì cái này thì mình cũng phải đợi thôi. Đấy. Bắt đầu là thấy nó sáng rồi đấy. Đấy. Rồi em chào cả nhà nhé.